Nối tiếp phần 1 sau khi bốn anh em nhà Pevensey rời khỏi vùng đất Narnia, đã hơn 1.000 năm trôi qua Narnia mất đi những vị hoàng đế tài giỏi, khi này Caspian là vị hoàng tử và là người thừa kế hợp pháp, tuy nhiên do cha mất sớm nên người chú của chàng là Mirat nắm toàn quyền. Vào một buổi tối, Caspian được người thầy của mình thông báo, người dì của chàng đã hạ sinh một đứa con trai, và Caspian có thể sẽ bị người chú giết để cướp ngôi. Bây giờ không còn cách nào, chàng phải bỏ trốn khỏi đây. Trước khi đi, cậu được sư phụ trao cho một chiếc tù và ma thuật, để khi cần thiết cậu sẽ thổi nó kêu gọi sự giúp đỡ của các hoàng đế cổ. Nhưng không may cho cậu, khi chạy đã bị quân lính phát hiện. Ngay lập tức Mirat sai quân lính tức tốc đuổi theo, Caspian thì vẫn cưỡi ngựa chạy một mạch không cả dám quay đầu lại nhìn, cho đến một cánh rừng không may cậu bị tai nạn đập mặt vào cây, làm cậu ngã và con ngựa thì lại chạy đi mất. Đúng lúc này trong hốc đó có hai người lùn, họ là những người Narnia cổ. Khi thấy chiếc tù và ma thuật, chú lùn chăm cứu đã một mình lao vào đám lính để giải cứu Caspian khỏi nguy hiểm. Song chàng hoàng tử lại lầm tưởng rằng họ đang có ý định hãm hại anh. Lập tức chàng hoàng tử thổi chiếc tù và chuyển cảnh đến thế giới thực. Một năm đã trôi qua kể từ ngày những đứa trẻ nhà Pevensey trở lại. Thế chiến thứ hai đang dần lắng xuống. Một ngày nọ khi bốn anh em đang đợi tàu thì một cơn gió lạ ập đến, nó như muốn xé toạc nhà ga tàu. Chỉ ngay sau đó bốn anh em lại được đưa về mảnh đất Narnia. Lý do họ xuyên không chính là do Caspian thổi chiếc tù và ma thuật để triệu tập họ. Sau khi chơi đùa đủ, bốn anh em phát hiện ra tòa lâu đài năm xưa, nhưng sau hơn 1.000 năm thì nó chỉ còn là tàn tích bỏ hoang. Khi họ đi kiểm tra xung quanh thì vẫn tìm được những vũ khí mà họ đã sử dụng để đánh bại những hoàng băng trước kia. Trong khi đó quân lính đã bắt và áp giải chú lùn Cham Kiêu về lâu đài. Trước mặt các lãnh chúa, Mirat đổ tội cho chú lùn đã bắt cóc hoàng tử, rồi ông ta cho xử tử chú lùn Cham Kiêu. Mirat sai quân lính trói rồi vứt ông xuống sông làm mồi cho tôm cá. Nhưng đúng lúc này bốn anh em Peter đến kịp lúc và thuận lợi cứu được Cham Kiêu. Ông ta khi thấy các hoàng đế và nữ hoàng cổ đại thì khá là bất ngờ, vì tại sao sau hơn 1.000 năm mà họ vẫn trẻ như vậy. Sau đó ông vẫn quyết định dẫn bọn họ đi gặp hoàng tử Caspian. Đi qua những cánh rừng của Narnia thấy không còn linh thiêng, khi cây cối ở đây không còn nhảy múa như trước kia. Thì ra sau khi họ đi, Narnia đã bị người Temerin xâm chiếm, người dân Narnia thì chạy trú ẩn vào trong rừng. Từ đó mà những sinh vật Narnia không còn dám lộ diện nữa. Cham Kiêu cũng cho bọn họ biết từ đó Aslan cũng đã không quay lại, làm cho họ nghi ngờ về sự tồn tại của ông ý. Còn ở cánh rừng khác, khi hoàng tử Caspian mới tỉnh lại, sau khi giải thích với chú lửng và chú lùng thì bọn họ cũng đồng ý giúp Caspian. Họ dẫn cậu đến gặp các thần dân của Narnia, nhưng trên đường đi bọn họ đã bất ngờ gặp quân lính của Temerin, và không may cho chú lửng đã bị tên bắn trúng. Khi hoàng tử quyết tâm quay lại đối đầu với quân lính, thì bỗng nhiên dưới chân đám lính có thứ gì đó mà cứ từng tên bị hạ gục. May mắn bọn họ đã được hiệp sĩ chuột Repichip giải cứu. Đêm hôm đó cậu được diện kiến người dân của Narnia. Caspian đã nói nếu bọn họ giúp cậu lấy lại ngôi vàng, thì cậu sẽ bảo vệ người Narnia và tạo lập hòa bình nơi đây. Còn bên phía bờ sông, quân đội của Mirat vẫn đang giáo diết xây dựng cầu, để chúng có thể vận chuyển vũ khí qua sông và đánh tan nơi ẩn nấp của người Narnia. Mà ở gần đó Peter cùng các em đã chứng kiến toàn bộ, biết rằng có chuyện lớn sắp xảy ra. Họ phải nhanh chóng tập trung được người dân Narnia, nhưng họ vẫn chưa thể nào tìm được đường ra khỏi cánh rừng. Sau khi ngủ lại một đêm trong rừng, khi thức dậy, cô bé Lucy đã tình cờ gặp được vua Aslan, nhưng thực ra đó chỉ là giấc mơ của cô bé. Cũng chính trong khu rừng này bọn họ đã gặp được hoàng tử Caspian với các thần dân xứ Narnia. Hoàng tử cũng giống như chú lùn Cham Kiêu rất bất ngờ về nhan sắc của các hoàng đế cổ đại, song cũng rất biết ơn vì sự hiện diện của họ ở đây. Ngay sau màn chào hỏi, tất cả đội quân đi đến pháo đài, nơi để chiếc bàn đá năm xưa để tập trung lực lượng. Các binh khí cũng được gấp rút chuẩn bị, nhưng cuộc tập trung này đã bị một tên do thám của Mirat phát hiện và bao vây, làm cho bọn họ ngày hôm đó phải thực hiện kế hoạch tấn công lâu đài Temerin. Đêm đó cuộc tấn công mới đầu vô cùng thuận lợi. Khi ba anh em nhà Pevensey cùng hoàng tử Caspian và chú chuột Repichip, họ đã thuận lợi đột nhập được vào tòa lâu đài, còn đội quân do tướng nhân mã đứng đầu thì đứng ngoài để lệnh tấn công. Vào trong, hoàng tử Caspian đã thuận lợi cứu được sư phụ của cậu. Ngay sau đó cậu đã có thể giết chú Mirat của mình, nhưng dì của Caspian đã chĩa lỏ về cậu. Không chịu thua, Susan và Peter cũng đã phá cửa ập vào. Mirat sau đó đã nói ra sự thật là ông ta đã giết cha Caspian và cướp ngôi. Trong giây phút do dự thì Caspian đã không ra tay, chính vì thế đã bị dì của cậu bắn một mũi tên trúng. Nhân cơ hội Mirat đã kịp chạy thoát. Phía bên ngoài thì đội quân nhân mã cũng đã bắt đầu ập vào. Quân đội Narnia chiến đấu một cách dũng mãnh. Cuộc đánh úp đã gây ra nhiều bất ngờ với quân địch, nhưng đối đầu với họ là đội quân tinh nhuệ của Temerin. Cuộc chiến không mấy chốc đảo chiều, Narnia rơi vào cảnh tứ thoái lưỡng nam, quân đội thương vong quá nhiều. Peter đành phải ra lệnh rút quân, nhưng vẫn còn rất nhiều quân không may bị kẹt lại, thì họ bị quân Temerin thảm sát hàng loạt bằng tên. Quân đội Narnia trở về với một thất bại nặng nề. Phía quân Temerin chúng đã hoàn toàn xây xong chiếc cầu bắc qua sông. Trong lâu đài thì các lãnh chúa đã tôn Mirat làm vua và trao cho ông ta một đội quân hùng hậu để đánh bại hoàn toàn người Narnia. Chuyển cảnh trong pháo đài cổ,
chú lùn bảo với hoàng tử Caspian muốn lấy lại ngai vàng vẫn còn cách. Ông ta dẫn cậu đến chiếc bàn đá, từ trong bóng tối xuất hiện hai con quái vật. Sau đó hai con quái vật bắt đầu một nghi lễ bí ẩn. Ngay sau đó một bức tường băng được dựng lên, bên trong bức tường băng đó chính nữ hoàng tuyết đã chết năm xưa. Hai con quái vật lấy máu của hoàng tử Caspian để hồi sinh bà ta. Khi mà cuộc hiến tế sắp được thực hiện thành công, thì bốn anh em Peter đến kịp giết luôn hai con quái vật. Còn Edmund đã nhanh chóng phá vỡ bức tường băng, tiễn nữ hoàng tuyết trở về với cõi chết. Không lâu sau đó, quân đội hùng hậu của Temerin do Miraz dẫn đầu, chúng đã bao vây trước cổng pháo đài Narnia. Khi thấy quân đội của Narnia yếu thế hơn rất nhiều, Caspian đã mách nước cho Peter solo với Miraz để câu giờ cho Lucy đi tìm vua Athlon. Ngay sau đó một thư tuyên chiến được Edmund gửi đến Miraz. Miraz với một sự tự tin của kẻ dẫn hàng nghìn binh mã thì hắn không thể từ chối. Cuộc đấu của hai vị vua đại diện cho hai trường phái, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người hai bên, vì cuộc chiến bảo vệ sự hòa bình thì Peter cũng không hề nương tay, bằng tất cả sức lực nhưng những đòn tấn công của Peter đều bị chặn đứng. Cuộc chiến đã trải qua rất lâu, cả hai bên đều không thể giành chiến thắng, nhưng đến cuối cùng với hào quang nhân vật chính, Peter đã may mắn hạ được Miraz, cho dù cậu cũng đã rất nhiều lần suýt chết dưới tay hắn. Cuối cùng cậu trao kiếm cho Caspian để anh trả mối thâm thù, nhưng dù sao đây cũng là chú của cậu, hoàng tử vẫn không lỡ ra tay. Lại một lần nữa Caspian bỏ qua mối thù giết cha mà tha cho hắn. Đúng lúc này một tướng quân của Miraz đã cầm mũi tên của Susan mà giết Miraz rồi đổ tội cho quân Narnia, để hắn có thể lấy cái cơ phát động tấn công. Lực lượng hùng hậu vũ khí thì hiện đại quân Temerin cứ thế khai hỏa, nhưng bọn chúng không biết rằng quân Narnia đã có sự chuẩn bị trước. Các cạm bẫy của Narnia đã đợi sẵn đội quân Temerin, làm quân Temerin bị chậm đường tiến công, cùng với đó là sự chống trả quyết liệt từ đội chim ném đá. Nhưng những thứ đó cũng chỉ làm chậm được quân Temerin, số lượng quá chênh lệch cộng với vũ khí hiện đại, e rằng quân Narnia sẽ không cầm cự được lâu nữa. Thương vong khi này đã quá nhiều, những vị vua và hoàng tử cũng chỉ biết căng mình ra để chống đỡ. Nhưng khi này trong cánh rừng Lucy đã tìm được Athlon, ngay lập tức Athlon đã khiến một tên lính đuổi theo Lucy về chầu trời. Sau đó ông ý gầm lên một tiếng ra lệnh cho các cành cây ngọn cỏ sống dậy, chúng hủy diệt tất cả các máy bắn đá của quân Temerin. Thế trận cuộc chiến ngay lập tức được đảo chiều, quân địch tan tác dưới những cây gỗ biết đi. Tướng Temerin ra lệnh cho quân rút chạy, nhưng khi ra đến cây cầu thì Athlon và Lucy đã đợi sẵn ở đây. Athlon lại gầm lên một tiếng nữa, ra lệnh cho thần nước sống dậy, bao trùm lấy tất cả binh đoàn Temerin. Kẻ địch khi này không thể chống đỡ được mà chỉ biết đứng im chờ chết. Cây cầu rung lắc dữ dội rồi bị phá tung nhấc bổng lên cao, quân địch đã hoàn toàn tan vỡ. Tướng quân Temerin sau đó bị thần nước nuốt chửng, quân Temerin còn sót lại thì đã đầu hàng vô điều kiện. Sau đó anh em nhà Peter cùng hoàng tử Caspian đến diện kiến Athlon, chú chuột Rapichip đã không may bị chết đuối, thì cuối cùng cũng được Lucy cho uống thuốc hồi sinh cứu sống. Hơn thế những hiệp sĩ chuột còn được diện kiến Athlon. Kết thúc trận chiến, quân Narnia đã hoàn toàn giành chiến thắng. Trong niềm vui của người dân Narnia với Temerin, Caspian sau trận chiến được tôn làm đức vua mới. Cùng lúc này Peter đã lên tiếng anh và Susan sẽ không quay lại vùng đất này nữa. Len đã trao trả lại thanh kiếm cho Caspian, vì tuổi của hai người đã quá lớn để quay lại đây. Nhưng Edmund và Lucy thì vẫn có cơ hội để trở lại. Lúc đến thì ai cũng nghi ngờ, còn lúc đi thì ai cũng cảm thấy hối tiếc. Bốn người họ chào tạm biệt vùng đất Narnia diệu kỳ, rồi cùng nhau bước qua cánh cổng thời gian và tiếp tục lên chuyến tàu của hiện thực London. Cho dù có nhiều hối tiếc, nhưng dù gì họ cũng đã cống hiến hết mình cho mảnh đất Narnia diệu kỳ. Phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký. Bye bye.